Vâng, cửa hàng Hiếu Minh Đô xin mời chào các bác nhá. Hôm nay bên cửa hàng em có đến lắp cho chú Huyến tại Kim Giang, Hà Nội, là một combo bộ dàn. Đây, nhà chú thì là đối diện đường vành đai trên cao. Và đây là không gian nhà chú này, khá là rộng, là đẹp. Tòa nhà cao nhất cái khu vực này luôn rồi, 7 tầng. Nhìn là 9 tầng, tòa nhà là 9 tầng cơ. Khá là cao. Thì hôm nay chú lấy bên cửa hàng em là được một đôi loa PS GS12 330 và một chiếc mic DB Acoustic 350 Plus. Chiếc mic này thì trong tầm tiền thì khá là chất lượng. Và một chiếc quản lý nguồn LEC P12 Pro để bảo vệ bộ dàn không thể thiếu trong các thiết bị của gia đình phòng hát sự kiện rồi. Và một chiếc vang số S525 mã, chiếc vang số tầm trung cho gia đình chơi, những bộ dàn trung bình, giá tiền phải chăng. Và một chiếc đẩy 2 kênh B2500 cho ra 500W kênh để đánh cho một đôi loa này. Thì chú có lấy thêm một chiếc súp PS Audio 330 SD12. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi em đã căn chỉnh xong và gửi đến các bác những chất lượng âm thanh hay nhất. Em lấy đôi loa về nhé. Thank you.